mà lúc đó nó chưa qua nữa, mà để là chuyển nhanh thì không lý nào cũng qua. Là em thấy là vừa coi lại là rõ ràng, tại vì mình cũng chuyển ngoài nên mình biết. Rồi mới làm cái lần lên lần bắt chuyển lại làm nó là cái xong cái xin lỗi nghe quên vậy thôi. Cái này cản trở tôi quá à, làm sao tôi xích xích ra thiếu đi cái thanh niên đang đang hôm nay thì Minh Đan sẽ nói về vấn đề là điều trị tàn nhang một lần duy nhất. Tại vì là từ lúc trước tới giờ là thông thường giao dạy về lớp chăm sóc da cho những em học á, thì thông thường những em mà nói về mẫu mà xử lý tàn nhang và nám, tại vì khi mà giao dạy là giao sẽ tuyển mẫu hoàn toàn miễn phí, có nghĩa là những khách hàng tới làm mẫu là không tốn phí gì cả và giao vẫn đảm bảo là đẹp. Thì đa số những khách hàng nám tàn nhang rất là nhiều cô. Mà hả, bây giờ là cộng ra thời tiết của mình là nắng nóng, cộng thêm được cái việc chăm sóc da thì nhiều người cũng sẽ không có thói quen là sử dụng chống nắng hoặc là bảo vệ da này nọ, thì nó rất là nhanh xảy ra những vấn đề lão hóa như thế. Mà không phải là ở tuổi trung niên và lớn tuổi nha mọi người, ở tuổi mà dạng như là còn trẻ cũng bị luôn á cô. Thì tàn nhang mình sẽ biết được cái nguyên nhân gây ra tàn nhang là như thế nào. Có nhiều nguyên nhân gây ra tàn nhang, ví dụ nguyên nhân gây tàn nhang do máu nè, do di truyền. Thì khi như vậy thì mình sẽ có từ rất là nhỏ. Còn nếu như mà sau này mình lớn lên á, điều kiện nắng nóng mà mình chăm sóc da không có đúng thì nó cũng sẽ gây ra tàn nhang nữa. Thì mình phải xác định là cái nguyên nhân như thế nào để mình điều trị. Nhưng mà cái nguyên nhân cũng không có quan trọng nữa. Tàn nhang nó khác với nám. Ví dụ như tàn nhang mình có thể là nhìn thấy ở bên ngoài mặt của mình á, là nó nằm ở lớp nào của da thì mình sẽ hiểu mình điều trị như thế nào. Thì da của mình sẽ chia thành 3 lớp. Ví dụ như lớp thứ nhất là lớp biểu bì là nằm ở trên, nếu cái một tàn nhang đó mà nó nằm ở trên đó đó thì mình sẽ rất là dễ điều trị, chỉ cần trị một lần duy nhất là nó hết. Ngoài ra là lớp thứ hai là lớp trung bì, thì nếu mà một tàn nhang nào nó nằm ở lớp trung bì thì mình cũng xử lý rất là dễ dàng, chỉ cần một lần là nó hết. Thì cho nên là bên mình đang có nói là chỉ cần xử lý một lần duy nhất là nó hết. Còn nếu như trường hợp nó nằm ở dưới cái lớp mỡ của da, lớp mỡ á, thì lúc đó thì nó sẽ khó xử lý hơn, có thể là 1 đến 2 lần thì nó mới hết được 100%. Nhưng mà trên mặt của mình nó không bao giờ nó có một là lớp 1 không, không hai là lớp 2 không, ba là lớp 3 không, nó có đầy đủ hết. Cho nên cái người mà có nhiều kinh nghiệm như Minh Đan và bé Giao nhiều năm đây á, sẽ nhìn thấy được cái nốt tàn nhang nào nó như thế nào là mình sẽ xử lý, mình sẽ hứa với khách luôn là như thế nào luôn. Thì bé Giao thường xin tư vấn khách sao? Thông thường á là tàn nhang á thì đối với da của khách nằm ở lớp biểu bì, trung bì và hạ bì, thì thông thường những cái lớp mà ở ngoài biểu bì hoặc là ở ngoài lớp trung bì á thì thông thường mình chỉ xử lý một lần, và đa số khách hàng sử dụng kem đặc trị, những sản phẩm như là thuốc đắp đặc trị hoặc là những cái kem mà về vấn đề mà điều trị mà chuyên về cái vấn đề điều trị tàn nhang ấy, nó phải đúng loại kem của nó. Có nghĩa là Giao luôn luôn nói với tất cả khách hàng của mình là công nghệ là 50% và còn lại là 50% kem thuốc của mình nữa, nó mới là một cái vấn đề chính để phục hồi da. Thì đa số những cái khách hàng mà mình bị tàn nhang mà nằm ở lớp biểu bì hoặc trung bì thì chỉ xử lý một lần, và sau đó mình sẽ tác động kem thuốc đặc trị. Thì nó gồm có là như là trước mặt mọi người là cái cặp Derma này, nó chuyên trị nám và tàn nhang nè. Sau đó là thêm cái gôn và những cái sản phẩm như là thuốc đắp đặc trị khác nữa, thì chỉ sử dụng trong vòng 1 tháng thôi là tàn nhang của mình nó sẽ mất hoàn toàn là 90 đến 100% nha mọi người. Còn nếu như mà những nốt tàn nhang lão hóa nó nằm ở lớp hạ bì, là cái lớp mỡ đó, thì thông thường mình phải sử dụng những cái laser mà nó tầng sâu hơn, và mình phải kết hợp với những sản phẩm đặc trị này, và nó có nhiều thêm nhiều thứ đặc trị và thuốc đắp khác nữa, thì cái thời gian của mình có thể là điều trị và mình đắp thuốc nó hơi lâu một tí, là tầm khoảng 1 đến 2 tháng trở lên thì có thể là nó hết từ khoảng 80 đến 100%. Tại vì sao Giao nói là 80 đến 100%? Tại vì những cái nốt tàn nhang và lão hóa nó nằm sâu ở lớp hạ bì, lớp mỡ, thì có những nốt nó sẽ tái tạo và nó hết cho mình được tận gốc 80, có nghĩa là nó chỉ còn mờ mờ thôi. Và nếu như trong vòng 1 đến 2 tháng đó mình hết 80 và sau thời gian đó mọi người cứ dưỡng 6 tháng 1 năm là nó sẽ tự động nó mất luôn. Đó là cái khoảng thời gian mà để cho cái da mình nó cần phải phục hồi và nó hết. Đó, chứ còn mà chỉ 80% là chỉ trong vòng từ 1 đến 2 tháng thôi. Đó là những cái tàn nhang mà nó nằm ở 3 lớp da của mình đại khái.
đó. Còn giống nhiều lần thì Minh đang có kể cho bé Dân nghe, mà những người bạn mà trước đây hoặc những học trò trước nhiều năm về trước của Minh Đan thì biết là gương mặt của Minh Đan có rất 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 là nhiều tàn nhang, là dòng họ nhà của Minh Đan cũng chị em của Minh Đan cũng rất nhiều tàn nhang, thì cái đó là Minh Đan bị di truyền, thì trên mặt Minh Đan thì nó có thể là có gần 400 một tàn nhang luôn á, mà bây giờ thì nó không còn bất cứ một mụn nào hết. Thì ngày xưa đâu có những cái công nghệ như bây giờ là phải chấm TCA thì gọi là axit đó loãng á các bạn, thì khi đó mình phải chấm vô rồi mình trải nghiệm thì nhiều lần như vậy, thì Minh Đan là rất là giỏi về điều trị tàn nhang, từ ngày xưa điều trị bằng TCA, chưa kể là bây giờ còn rất là nhiều phương pháp mà điều trị tàn nhang nữa. Thì nhưng mà hôm nay thì Minh Đan sẽ làm cho vị khách này là về máy laser CO2 fractional, về cái công nghệ này. Mà mọi người biết không, ngày xưa là cũng cái thời của giao học á, là nhiều khi cái công nghệ cao á, thật sự là lúc thời đó mình không có được học sung sướng như bây giờ đâu. Tất cả những công nghệ cao của mình là về việc xử lý nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Kể như tàn nhang bây giờ mình chỉ bắn một cái thôi, nó không gây tổn thương mà có những nó sẽ có những tần số tùy mình chỉnh. Mà cô nhớ ngày xưa mà thử lên mặt riết mà nó có sẹo luôn á. Nó có sẹo giờ, Tay luôn nha mọi thật người. ra thì quậy quá, tại vì mình đang yêu nghề cũng quậy quá rồi, nó cũng sẽ để lại một vài vết sẹo lởm chút xíu, tại vì lúc đó mà nó xưa lắm rồi, cho nên là nó cũng phải có những cái sơ xuất, thì chính vì những cái sơ xuất đó là nó rút kinh nghiệm rồi mình làm cho biết bao nhiêu người là nó đẹp. Và ngày hôm nay thì rất là sướng được những công nghệ mới, thì bất cứ một công nghệ nào mà mới về điều trị da thì làm bé Dâu nhất định phải kêu Minh Đan mua cho bằng được để về bạn điều trị cho khách hàng cho nó dễ dàng hơn. Có khi á, là những bạn nào mà chung mà nghề thẩm mỹ á, thì các bạn sẽ có một cái đam mê, mà nếu mình có một cái đam mê thì bất cứ một cái gì mới mẻ mình cũng muốn có và mình muốn sở hữu và mình muốn hiểu biết về nó. Thì tất nhiên ở đây cũng vậy, khi mà mình tìm hiểu à nó có một cái dòng đó gọi là hay quá này nọ thì mình cũng phải tìm kiếm để mình làm cho khách. Mà khi mình điều trị cho một người khách mà có tâm á, khi mà người ta hết á mình cảm thấy mình vui lắm. Cái đó là thật sự, nếu mà bản thân giao là rất là vui luôn nha. Thì nhiều khi người thấy người ta vui mình cũng vui, mà tất nhiên mình điều trị cho người ta hết mình phải có uy tín như thế nào người ta mới tin tưởng mình chứ. Mà ngày xưa học thì sẽ không có như vậy, nhiều khi á, thử kem quẹt tùm lum bị dị ứng nữa là do thử, mình thử thôi, mình thử mình mới biết là mình phải xử lý như thế nào. Cái đó là những cái kinh nghiệm mọi người rất là nhiều luôn, mà cả chục năm thì mọi người biết là biết bao nhiêu là kinh nghiệm rồi. Nói về cái chuyện thử thì cách đây một tuần thôi thì cả công ty ai cũng biết cái mặt Minh Đan nó tróc ra từng mảng hết. Đó là ai cũng biết là nhà Minh Đan thì đang có một công ty mỹ phẩm, thì có đội ngũ kỹ sư hóa mỹ phẩm thì mới đang làm ra một cái dòng để chuyên về điều trị nám và trẻ hóa da từ retinol và tretinoin rồi vitamin C kết hợp với nhau, và có một cái chất mới là glutathione. Thì trong cái kem đó đang thử nghiệm như vậy thì là Minh Đan mới là hồ hởi. Thường thì Minh Đan sẽ sức trước để mình cảm nhận như thế nào, thì sức thì nó hơi bị mạnh quá, có nghĩa là nó cái nồng độ nó hơi cao thì cái da mặt mình nó lột rất là nhiều, thì sau này là mình kỹ sư sẽ thấy như vậy sẽ bóp lại. Nhưng mà Minh Đan là chuyên về điều trị da cho nên là chỉ cần có mấy ngày là da mình đã phục hồi hoàn toàn rồi. Thì lúc đó dao nó chụp cô quậy quá không biết cái mặt này ra làm Mà sao. mọi người biết sao không? Mấy ngày luôn không thấy qua, không thấy qua, không thấy hỏi han gì tới sức khỏe của Đang mình ở luôn. nhà. Tại vì không có thấy ngó ngàng gì tới luôn, cái mình biết là có chuyện gì xảy ra không, hay là có buồn hay là có làm gì không mà không thấy. Là về là cái da bị vậy á, cho nên đâu dám qua. Là không qua không nói gì về cái việc thử luôn. Xong là hôm bữa cô qua cái chị mới nói nè, sao hôm nay em thấy cái da trên trán cũng đẹp quá nha, nó bóng bóng mà nó trắng trắng, cái hai bên má nó lại bóng ít hơn, mà dưới cằm nó lại trắng mà nó không có bóng. Cái là theo chị cảm nhận thôi, mà chị cũng cảm nhận đúng, tại vì con mắt chị nhìn thì nó ghê gớm luôn rồi. Tại vì chị nhìn là nói chung là da, một cái người mà làm về thẩm mỹ á là máy móc soi da là một chuyện nha mọi người, nhưng mà cặp mắt á, mình phải nhìn vào cái vấn đề da nám, da tàn nhang, da yếu, da khỏe, nó phải chuẩn 95% luôn á thì mình mới điều trị cho khách, và mình đưa ra những cái phương pháp điều trị đó. Cho nên là tự nhiên chị nhìn da cô mà chị nhìn hàng ngày mà, cho nên có gì lạ là chị phát hiện liền. Cái lúc đó phải trả lời đến Dao là bây giờ sau khi mà tróc hết da mặt của cô rồi thì da cô tự nhiên nó bóng hơn, tại vì nó là thay da mà. Sau đó thì bắt đầu là mình chiên cái mặt mình ra 3 phần, phần trên đây thì mình đang tiếp tục sử dụng cái kem đó như thế nào thì nó trắng nó bóng và nó đẹp hơn, phần chính giữa thì mình đang không có sức, rồi phần dưới đây thì mình đang chỉ sức kem dưỡng thôi. Thì đúng chính xác là mặt mình đang có 3 phần như vậy và Dao phát hiện liền. Còn Đan thì là ngày nào nó cũng qua nhà mình Đan hết á, thì con thấy cô lúc đó làm sao, con thắc mắc làm sao con thấy sao, ủa cô sao hai bên này nó có đỏ 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 nó lột da à,
giống như sợ cô đang có vấn đề gì bên trong á. Sao cô giống quậy vậy? Hỏi cô cái cô nói vậy cũng hết hồn luôn đấy. Chị Dung Dung nói sao không? Chị Dung nói trời ơi, chị là bộ mặt của công ty đó, nếu mà chị làm vậy chắc chết. Còn anh Quy á, thấy cô lọt nguyên cái này nè, anh Quy cũng nói ác hơn. Anh Quy nói chị giống cái miệng của con chó đốm quá. Cảm ơn bạn nha, hai cô mặc đầm đẹp quá. Địa chỉ của mình thì ở hai cơ sở, thành phố Hồ Chí Minh quận 12 và thành phố Cần Thơ nha bạn nha. À, đốm nâu mình làm xong có bị tái phát lại không ạ? Đốm nâu á là nó sẽ có nhiều vấn đề. Đốm nâu nó gồm có lão hóa, đồi mồi, tàn nhang. Thì giống như hồi nãy Giao vừa mới chia sẻ, nếu mà tàn nhang nó nằm ở lớp biểu bì hoặc là trung bì thì có thể xử lý một lần và hết luôn tận gốc, nếu như mọi người sử dụng đúng cái sản phẩm kem đặc trị. Còn nếu như trường hợp nó có tái lại thì là mọi người biết lý do tại sao không? Là khi mình xử lý xong mình không có sản phẩm đặc trị á, sau đó nó bị tăng sắc tố ngay cái nốt đó. Và cái tình trạng như thế là nó sẽ bị đậm hơn là những cái nốt mà mình chưa xử lý nữa. Cái đó là cái vấn đề nó có bị tái lại hay không nha bạn. Còn vấn đề mà sau khi mình xử lý xong mình sử dụng đúng cái sản phẩm đặc trị đó, cái phần phục hồi quan trọng nhất phải là sản phẩm đặc trị của mình, thì khi nó hết dứt điểm rồi nó sẽ không tái lại ở cái nốt tàn nhang đó nữa. Nhưng có thể theo lứa tuổi mình lão hóa, lớn tuổi nó có thể nổi chỗ khác, đó là chuyện bình thường ha bạn ha. Chào và Lê Phương Togo nè, khen cô nha, cô cảm ơn nha Lê Phương. Cảm ơn Lê Phương rất là nhiều. À, dạ, điều trị tàn nhang bằng công nghệ này có đau không ạ? À, chào bạn nha. À, trước, nói chung là tất cả những công nghệ cao về mình xử lý bằng công nghệ cao máy móc cho khách thì nó không đau hoàn toàn là không phải, nhưng mà nó có đau với điều kiện mình không sử dụng hỗ trợ tê thôi. Còn khi mà mình có sử dụng hỗ trợ tê thì tất cả những cái mình làm đều là không hề đau. Và sau khi làm xong thì nó sẽ châm chích nhẹ một tí thôi à. Làm xong rồi là hoàn toàn không bị đau gì nữa. Và đối với những cái phương pháp xử lý tàn nhang này là mình cũng không cần phải kiêng cử gì luôn ha. Tại vì nó đơn giản là máy móc nó xử lý nằm ở cái lớp, đối với bạn này nè, thì tàn nhang nó ở mức độ là ngoài biểu bì và ở lớp trung bì thôi đó, chứ nó không có sâu ở dưới lớp mỡ nhiều, cho nên là sẽ hết 100% tận gốc và không bao giờ tái lại. Nếu nó không bao giờ tái lại thì nó sẽ như thế này nè, có nghĩa là cái nốt tàn nhang đó nó vĩnh viễn mất đi, sau 1 tuần hoặc 10 ngày thì nó sẽ không có trở lại. Còn nếu như mà điều kiện sau này mình nhiều thời gian quá, sau này mình không có sử dụng, mình cũng không có giữ da đó, thì nó có thể tái lại, nhưng có thể nó tái lại dùng bên cạnh, chứ cái mụn đó đã được lấy đi. Còn về nhà sau này bạn chỉ cần là giữ nắng thì nó sẽ không có bị tái lại bao giờ hết. Đó là vấn đề mà sau khi mình xử lý xong, cái bắt đầu theo thời gian 5-10 năm nữa mình thấy là những nốt tàn nhang nó lại xuất hiện. Cái đó là cái vấn đề lão hóa theo lứa tuổi của mình đó mọi người. Khi mình giữ da không sạch đó, chứ còn những cái nốt tàn nhang mà mình đã được xử lý rồi á thì hoàn toàn nó không sẽ không tái lại ở những nốt mình đã xử lý. Ngoại trừ sau khi xử lý xong các bạn không có những cái sản phẩm đặc trị như thế này thì nó sẽ bị vấn đề là tăng sắc tố và nó còn đậm hơn khi mà mình chưa xử lý nữa ha. Vậy bây giờ với Giao công bố là hôm nay mình trong chương trình livestream nào mình cũng sẽ có quà tặng hết. Thì quà tặng hôm nay là gì? Ông đang được mấy phút rồi đây? Bây giờ cũng được 10 phút. Bây giờ chị nói quà tặng xong rồi qua xử lý ha. Dạ. Bây giờ Giao sẽ nói quà tặng, có nghĩa là tất cả những khách hàng của mình thì hầu như là bị những vấn đề về nám tàn nhang rất là nhiều. Ở đây em sẽ nói hai cái luôn, nám luôn. Nám và tàn nhang thì thông thường nó sẽ hay đi chung. Thì bây giờ sẵn đây thì Giao sẽ là ưu đãi cho mọi người là cả nhà mình hãy đăng ký trực tiếp trên livestream này. Ví dụ như các bạn đang xem cái livestream này đi, các bạn có mẹ hoặc là có cô, có bác gì đó đang bị tàn nhang thì các bạn có thể đăng ký giùm cũng được. Khi mà các bạn đăng ký trực tiếp trên livestream, các bạn sẽ được tặng xử lý tàn nhang, xử lý nám bằng công nghệ laser là miễn phí hoàn toàn. Thì sau khi xử lý xong thì Mỹ Viện Minh Đang sẽ hướng dẫn cho mọi người là mua kem. Thì các bạn chỉ cần mua một bộ kem này thôi, chỉ tốn phí một bộ kem này thôi. Còn phí xử lý laser là hoàn toàn miễn phí 100% trên livestream này. Tại vì khi Giao nói trên livestream tất nhiên là cái gì nó cũng phải là sự thật hết á. Đó thì mọi người chỉ tốn phí một cặp kem này. Đối với những cái lớp tàn nhang nằm ở biểu bì hoặc là trung bì thì chỉ cần sử dụng một cặp này. Và đối với những cái nám nằm ở ngoài giống như là bao nhiêu bây giờ? Cặp này chỉ với giá là 700.000 thôi, rất là thấp. Và cái cặp kem này thì tất cả mọi người đều sử dụng được hết. Và nó có ngày và đêm cho mình luôn nha. Và nó lên tông rất là đẹp như là Giao đang sử dụng nè. Đó thì mọi người chỉ cần mua cặp kem này. Còn nếu như trường hợp chị em nào mình bị những cái dạng như nám nặng, nám mãn, nám lâu năm, hoặc là những cái lão hóa, đồi mồi mà dạng sâu nó nằm ở lớp mỡ là lớp hạ bì á, thì mọi người mua thêm một cái hộp gold này nữa cho Giao, là nó sẽ xử lý những cái mà nốt đậm và những cái nốt mình bị sâu ở dưới lớp mỡ. Thì một bộ này nó chỉ có giá là 1.150.000 thôi. Thì mọi người sẽ được là
tặng xử lý tàn nhang, xử lý nám miễn phí hoàn toàn, và đăng ký trực tiếp trên cái livestream này dùm Giao ha. Tặng miễn phí hoàn toàn nha mọi người, tất nhiên là tàn nhang nhiều mình cũng xử lý hết, và tàn nhang như thế nào mình cũng xử lý luôn. Có nghĩa mình là bất chấp là bạn có bao nhiêu nốt tàn nhang trên mặt, bất chấp là bạn đang là bị tàn nhang là nặng sâu bên trong hay nhẹ bên ngoài và nám như thế nào, thì sử dụng công nghệ laser CO2 fractional và máy Bicutur thì tùy theo công nghệ là bên đang sẽ xử lý công nghệ đó để về chị em mình và các bạn xài cái bộ sản phẩm này. Một là chỉ cần 700.000 là đáp ứng được rồi, hai khi nào mình nặng quá thì mình sẽ thêm cái hũ kem này là tổng cộng là 1.050.000, thì 1 triệu thôi, chưa tới 1.1 triệu mình đã có một cái làn da đẹp và không có nám gì hết, cũng không hết tàn nhang luôn. Có nghĩa là Giao không có bắt cả nhà mình mua 3 bộ như thế này, mà tùy theo da của mình thôi. Da của mình nhẹ mình chỉ cần mua 1 cặp này thôi, còn nếu mà da của mình nó hơi đậm và mình bị hơi lâu và những cái nốt nó hơi sâu tí xíu thì mình mới mua thêm cái hũ này nha. Đang em tới em lâu chưa không, em đẩy máy lại đi, chị sẽ giới thiệu cái công nghệ máy này cho cả nhà mình. Đang là thường xuyên là chuyên gia là sử dụng cái công nghệ này. Cho em hỏi hai cô mua đậm đâu vậy? Lên bóc riêng em ơi, nói kỳ lắm chị. Em này là hôm bữa tới là đăng ký cái gói 250.000 giảm 50% của mình, bụng nhiều lắm nó giảm này rồi. Chị là liên hệ với lại chị Lê Phương Sô Đô nha. Chị Lê Phương Sô Đô là chuyên môn cung cấp đồ cho bên Minh Đen á. Có nghĩa là hôm nay á mình sẽ xử lý đối với da của bạn này á, là da bạn này còn trẻ thì đó, như là da này nó khỏe nó dễ điều trị lắm. Như là Giao vừa chia sẻ mọi người á, tàn nhang mà lão hóa thì nó không phân biệt tuổi tác nữa. Có nhiều người là do di truyền, có nhiều người là do đi nắng, cho nên là bạn này còn trẻ nhưng mà vẫn bị tàn nhang và những cái nốt ruồi mà dạng nốt ruồi là nốt ruồi lồi. Đây hôm nay để cho mọi người xem. Đây là một làn da khỏe, nó vừa có nốt ruồi và nó vừa có tàn nhang. Thì mình sẽ trước khi làm mình sẽ ủ tê như này các bạn, ủ tê trực tiếp luôn khoảng 10 phút. Thì ngay cả cái tê này nó cũng có bí quyết nữa, nhanh mà không có bị đau, để cho khách hàng người ta không có cảm giác người ta sợ. Thì đây là những cái nốt tàn nhang. Nhưng những cái nốt này đa số là nó nằm ở lớp 1 và lớp 2 của da. Khi nó nằm như vậy thì mình chỉ cần xử lý một lần duy nhất thôi là về nhà nó sẽ mất vĩnh viễn những cái nốt này luôn. Bên đây nữa nha. Đây này mọi người thấy không? Đây là những cái nốt thông thường á, là chị em mình á hay bị những nốt tàn nhang lão hóa là ở vùng hai mí mắt nè, vùng quầng mắt nè, hoặc là vùng hai bên má của mình đó. Trên trán của mình thì cũng có một ít thôi, thì bạn này á là bao gồm những cái nốt ruồi này. Nốt ruồi này gọi là nốt ruồi lồi và nó có chân nha mọi người nha. Mình cũng cần phải xử lý công nghệ cao, thì nó sẽ trị cho mình một lần duy nhất là hết ha. Bạn này thì da rất là khỏe, vì da của nam rất là khỏe cho nên là cái việc điều trị của mình cũng rất là dễ dàng. Sau khi mà mình xử lý xong thì tầm 3 đến 4 ngày nó sẽ bong tróc những cái nốt này ra. Thì sau cái đó là chỉ cần một hũ ngày, một hũ ngày thôi mình xức cho bạn này. Tại vì nam á các bạn cũng bên da thì rất là đúng rồi. Bên mỹ viện bên da thì rất là tâm lý, thì khi mà các bạn là nam á thì các bạn điều trị thì bên da sẽ không hề cho các bạn sử dụng kem nhiều như là phụ nữ, nhưng cũng sẽ có những phương pháp như là thuốc đắp đặc trị để cho mọi người tăng cường xử lý những cái nốt mình mới điều trị xong. Chứ còn bây giờ mà đưa kem như phụ nữ bắt người ta xức 1 ngày 2 lần là làm sao người ta xức được, đúng không mọi người? Có nghĩa đơn giản bây giờ cụ thể ví dụ như là những cái bạn khách mà mất những cái tàn nhang hay bắt đầu như thế này thì đăng ký trong livestream này sẽ được hoàn toàn miễn phí xử lý, và mình chỉ cần mua một hũ kem ban đêm thôi để mình xức để chống thâm và tái tạo da lại thì cũng chỉ có 350.000 thôi các bạn. Mình sẽ giải quyết một lần duy nhất là khoảng 2 tuần sau là sẽ mất sạch những cái nốt này luôn. Cả nốt ruồi luôn nha cả nhà, cả nốt ruồi là mình sẽ có tặng luôn. Nếu mà bạn nào đăng ký ở trong livestream này, bạn nào đang xem trực tiếp livestream, nếu mà có bạn, có cô, có bác hay là có mẹ hay gì mà mình bị tàn nhang thì cứ đăng ký cho người thân của mình ha. Đang làm, đang nói cái kinh nghiệm của đang làm trong quá trình mà xưa giờ cho các bạn nghe đi ra. Đang nói xử lý này đi. Em chị đọc comment quá trời. Cô bị mụn thịt quanh mắt thì điều trị thế nào? Dạ cô ơi, bị mụn thịt thì càng dễ nữa. Mụn thịt mình chỉ cần xử lý một lần luôn ha. Xử lý một lần thôi là trị được những cái mụn thịt. Và đa số những khách hàng á, bữa hôm có một cái ca của cô đó là mình bị mụn thịt quanh cổ luôn á, chứ không phải là dùng mắt không đâu. Mà đối với lại những cái chú mà lớn tuổi cũng thường bị tình trạng như thế, bị mụn thịt quanh cổ á cô. Mình hay xử lý, em hay xử lý những cái vấn đề như vậy lắm. Thì những cái mụn thịt mình chỉ cần xử lý một lần thôi nha mọi người ha. Mình không cần phải đi 2-3 lần đâu ha. Nốt ruồi điều trị bao nhiêu lần thì hết nè. Bạn ơi, nốt ruồi điều trị duy nhất một lần rất là đơn giản luôn ha. Tí xíu rồi bạn sẽ nhìn đang xử lý cái nốt ruồi này một cách rất là dễ dàng. Mình ăn đâu một hũ đờm 2 ngày còn hũ lon nha. Cái này chút nữa bây giờ chốt sau đây ha. Chút nữa mọi người có muốn mua sản phẩm gì thì mọi người cứ comment lên thì Gia sẽ chốt sau ha. Điều trị xong nó có bị lõm xuống không ạ?
cho bạn điều trị xong nó không có bị lõm xuống. Nếu như trường hợp bạn sẽ căn theo cái thông số và theo cái làn da của mỗi người, tất nhiên cái đó là nó tùy thuộc vào là cái tay nghề của mình và cái cách mình điều chỉnh những thông số phù hợp với da của khách ha. Sau khi bị là sẽ dụ như bây giờ là mình sẽ không có bị sẹo sâu đâu, tại vì mình là tay nghề của đội ngũ nhân viên phương Đan á, rất là cao, thường xuyên xử lý, ngày nào xử lý hết, thì từ cái máy đến đội canh đến cái mốt sai thì canh rất là kỹ, nên là lấy đúng cái phần mình cần lấy đi chứ không bao giờ làm tổn thương của khách hàng để làm da bị lõm, không để lại sẹo không hay để lại sẹo mất sắc tố đâu, nên các bạn đừng có lo nha. Hello chị Song Lương, hello chị Trần Liên Quang. Chị Trần Liên Quang này là khách của em không? Tí xíu em chút, em chút nghe cho chị. Sao chị không đăng ký cái gì làm cho đây để được? Vì chị cũng thích lắm nhưng mà do chị ở xa quá, với lại chị bận việc hết luôn, cho nên chị mua sản phẩm nhà mình rất là nhiều luôn. Khách fan của em đó. Rồi, chị đang làm đi ra tất cả đồ của mình trong quá trình trong quá trình làm hàng ngày đang gặp những trường hợp như thế nào đây? Dạ, thì hàng ngày á đang làm đối diện họ khách hàng là có những khách hàng tình trạng khác nhau. Ví dụ là tàn nhang, là có nước vui, hoặc là sôi lồi, thì là mỗi một loại nó sẽ có là độ to nhỏ khác nhau. Cho nên trước khi mà đang làm á là đang sẽ kiểm tra tình trạng của khách hàng như thế nào trước. Đối với tình trạng với khách hàng mà những cái nốt tàn nhang nè, hoặc là những nốt sôi lồi, hoặc là những nốt vui mà nó độ nhỏ thì đang sẽ chỉnh cái tỷ lệ năng lượng của là cái máy CO2 này nó có độ thấp để mình đốt, tránh trường hợp là mình đốt sâu quá là ảnh hưởng tới là cơ da của khách hàng, như vậy sẽ gây tình trạng là sẹo lõm và sẹo lồi nếu mà nó tăng sinh lên. Ở trường hợp này thì đang còn trường hợp là sẹo to thì đang cũng là đốt ở chế độ thấp trước, sau đó đang sẽ là chỉnh chế độ từ từ nâng cao đi để nó là phù hợp với là cái làn da của khách hàng. Thường là ngoài ra thì những tình trạng như là những cái nút ruồi mà ở mức độ là cái chân sâu á, ở chân sâu thì tránh những cái nút này nè, những cái nút này nè, những cái nút này nè, cũng rất là hơn trung bình một chút xíu mà không có vết mỡ đâu. À, mọi người nhìn thấy những cái nút ruồi mà dạng như nó lồi lên thì đây nè, nó sẽ hơi cận hơn so với làn da mọi người, nhưng mà cũng dễ dàng thôi, cho dù nó to hay nhỏ gì thì cái tia laser này cũng xử lý chỉ một lần thôi. Thì ngoài ra thì trong quá trình làm thì là bên Đan sẽ tiến hành là phủ tê cho khách hàng trước. Tại vì các bạn biết là làm đẹp thì phương pháp nào cũng có đau, nhưng mà đau là ở mức độ là vừa cho phép, vừa phải là chịu đựng được. Thì ở đây là phủ tê là cho khách hàng là không có cảm giác đau luôn. Thì Đan thường phủ tê khoảng là dao động từ là 15 đến là 20 phút tùy theo tình trạng thích nghi của khách hàng như thế nào. Thì trước khi làm thì Đan sẽ hỏi khách hàng trước là mình có tê chưa ạ? Anh ơi, mình có cảm giác còn có tê chưa? Em không bị, nhưng mà em hơn 40 tuổi, bị nám lâu năm thì một lần có hết hay không, hay phải đi nhiều lần mới hết. Cho bạn nha, thì hồi nãy như là do mình nói cái vấn đề mà bị nám nặng hay nám nhẹ nó nằm ở lớp biểu bì, trung bì hay hạ bì. Thì thông thường biểu bì, trung bì thì mình chỉ xử lý một lần và mình sẽ dựng kem trong vòng là dao động là một tháng là nó sẽ hết, nó gần có cái tóc và chút sức đặc trị đầy đủ. Còn nếu như trường hợp nám của mình là nám lâu năm, nám ở tầng sâu thì có thể là sau khi mình xử lý một lần thì mình phải sử dụng những cái thuốc tắt đặc trị để cho nó là chị để cho mình là trong vòng từ 1 đến 2 tháng nha bạn. Trước khi đang làm cho khách hàng thì đang sẽ tiếp tục test trước, test coi mức độ năng lượng, mức độ đốt của là cái tia laser này nó như thế nào, sau đó là đang nói tiếp hành làm cho khách hàng để tránh trường hợp là tia cái năng lượng nó sâu quá thì ảnh hưởng tới là cơ da của khách hàng. Địa chỉ của mình ở đâu vậy ạ? Địa chỉ của mình là gồm có hai cơ sở, một là thành phố Hồ Chí Minh là ở ngay số 189 quốc lộ 22 phường Trung Mỹ Tây quận 12 đối diện bến xe An Sương ha. Còn một địa chỉ nữa là 54 Hùng Vương, Thế Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mọi người cứ đến cơ sở gần nhất, nếu mọi người đặt trực tiếp trên livestream này mọi người sẽ được miễn phí cả hai cơ sở, thì mình ở gần chỗ nào mình cứ tới mình xử lý và mình chỉ cần mua một bộ kem như thế thôi ha. Nám nhẹ và nhanh nhẹ thì là 700.000. Bây giờ giao sẽ cho các bạn xem cái quy trình làm của mình cụ thể từng nốt nha. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ xử lý là từng nốt một ha mọi người ha. Tại vì cái tia laser này nó rất là nhỏ và nó đi điểm vào những cái nốt này, cho nên là rất là dễ triệt, và thông thường một nốt này thì mình đi tầm khoảng 3 giây thì là xong ha, 3 đến 4 giây. Và sau khi mình đi xong là trên bề mặt cái nốt này nè, nó sẽ khô lại liền, nó khô lại liền và trong vòng 3-4 ngày nó sẽ bong ra ha, là nó hết luôn hoàn toàn, chỉ vì là mình chấm kem lên thôi. Chấm kem này là một củ kem băng đêm, chỉ cần là 350.000 các bạn đã giải quyết được tất cả những cái tình trạng là tàn nhang và nốt ruồi trên da mặt của mình rồi. Đối với nhang thì các bạn sau khi mình chấm ra thì các bạn có thể là mình chấm lên cái nốt của mình thôi chứ không có xịt hết mặt ha. Đó là những bạn nào thì như mà nãy Nhan nói, các bạn đừng có sợ là sau khi bong ra rồi bắt các bạn đi xịt kem hết mặt, có
giản á, mình chỉ là chấm lên những cái nốt mà mình vừa xử lý thôi. Nhưng mà nếu mình đeo khẩu trang được thì mình đeo, mình nên chấm hàng ngày một lần, còn không thì ban đêm mình chấm thôi ha. Và tầm 1 tuần đến 10 ngày thôi, tại vì da những anh con trai thì rất là khỏe đó, cho nên là mình không cần phải sử dụng kem mà lâu như là phụ nữ ha. Bên mình có điều trị mụn không ạ? Điều trị mụn bên mình mất bao lâu? Thì cái đề tài ngày hôm nay cho mình đang giờ là cái điều trị mụn trong cái livestream lần sau ấy. Các bạn comment nhiều về vấn đề nào đó thì mình đang sẽ livestream trực tiếp về cái phần đó cho các bạn ha. Ngày hôm nay thì mình sẽ ưu tiên cho các bạn là chuyên về tàn nhang, nốt ruồi ha. Mình nốt thì nó có cái mùi hơi khét khét xíu các bạn. Đối với những cái khu vực mà to như thế này thì có thể là bên mình đang tiến hành là chỉnh cái mức độ năng lượng sẽ cao hơn một tí để bước nhanh hơn một tí. Cái bóp tay có cần chỉnh gì không? Dạ. Như mọi người thấy cái tia laser này nó rất là nhỏ, cho nên là đối với cái công nghệ CO2 này nó sẽ dễ dàng xóa đi những nốt ruồi bụng thịt. Và đèn nó sáng quá cho nên tắt cái đèn luôn cho nó tối. Dạ dạ. Và rất là dễ dàng, nó có thể xóa được các vị trí ở trên cơ thể của mình luôn ha. Tàn nhang gì em nặng lắm thì phải sao ạ? Chào bạn nha, nếu mà tàn nhang nặng á, thì khi mình xử lý bằng công nghệ cao. Đối với những tàn nhang nặng á, thì mình sẽ xử lý bằng những công nghệ cao khác nữa. Tại vì bên bệnh viện Bình Đan thì như mọi người thấy á, là có rất là nhiều công nghệ cao. Thì khi mình xử lý như thế, những vết tàn nhang đậm mình phải cần có thời gian để phục hồi và tác động thuốc sức đặc trị. Và thuốc tác đặc trị thì sẽ dao động tối đa là khoảng tầm 1 đến 2 tháng đổ lại ha. Điều trị xong nó có bị lõm xuống không? Chào bạn nha, nếu mà bạn đang xem livestream thì bạn hãy nhìn trực tiếp vào cái tia laser này mà đang xử lý. Thì khi cái tia laser nó chỉ lấy đi cái vết là tàn nhang ở trên lớp biểu bì và hạ bì của mình thôi, và hoàn toàn sau khi mà bong tróc, mình thể để nó bong tróc tự nhiên và nó sẽ có những cái thuốc sức phục hồi da và hoàn toàn không để lại sẹo. Nếu mà để lại sẹo khác mình rất là sợ mọi người ha. Đây ở trên này là vấn đề sẹo là không có. Bên ở đây bán miễn phí, em chỉ mua kem thôi, Kha hai bà Nguyên Lê thấy thằng nhanh nhớ em nè. Thì cái này như Giao hồi nãy Giao nói đó, miễn phí, sao Giao nói lại cho các bạn này nghe. Cũng là trong cái livestream ngày hôm nay, trong livestream ngày hôm nay thì tất cả những khách hàng mình đang xem livestream hoặc là những khách hàng mình có người thân mình đang có vấn đề là bị nốt ruồi như là bạn trai này, hoặc là những cái nốt tàn nhang lão hóa đớn nâu, nói chung là những vấn đề về lão hóa đớn nâu nốt ruồi, thì hiện tại trong livestream này mọi người cứ đăng ký trực tiếp, mọi người sẽ được tặng xử lý miễn phí hoàn toàn bằng công nghệ cao và những tàn nhang nhiều cỡ nào mình cũng tặng hết nha. Nếu như mình có những cái vấn đề gì trên khuôn mặt của mình, tàn nhang lão hóa mình sẽ xử lý hết, chứ không phải là tặng là làm có vài nốt thì chừa lại vài nốt, cái đó không có, tặng xử lý hết luôn. Và nếu như tàn nhang nhẹ và nám nhẹ, mọi người chỉ cần mua một cặp kem có giá là 700.000 thôi, và nói giá trực tiếp trên livestream luôn. Còn nếu như trường hợp mà nám nặng và tàn nhang nặng nó nằm ở lớp mỡ và lớp hạ bì thì mọi người chỉ cần mua một bộ kem là gồm có 3 hộp là 1.150.000 thôi ha, nó sẽ có thêm một cái củ gọi là đặc trị những cái tình trạng mà nặng hơn đó, nó chỉ đơn giản thế thôi. Mọi người chỉ cần là mua kem thì mọi người xức thôi vào một bộ thì hầu như là mình xức được khoảng 2 đến 3 tháng. Và còn cái công nghệ này thì bên bệnh viện Bình Đan sẽ miễn phí hoàn toàn, cho nên là mọi người hãy đặt trên livestream liền và ngay. Nếu như bản thân mình không có thì mình có thể là cho họ hàng và mình cho người thân của mình. Đây là một cái cơ hội làm đẹp miễn phí không đồng luôn, và bệnh viện mình đang nói thì sẽ làm đó, cho nên là mọi người hãy nhanh tay mình đăng ký đi. Mình cảm thấy là ở xung quanh của mình người thân nào mà có mà hiện tại người ta không có like share livestream được, mọi người cứ đăng ký liền tay đi để mình đặt cho người thân của mình ha. Có mấy cách xử lý tàn nhang vậy ạ? Có nhiều cách các bạn như ơi, thì đây là một trong những cách là sử dụng bằng laser. Ngoài ra mình có thể là lông kim, hoặc là mình có thể là phiêu da, phiêu cao trực tiếp trên cái vùng tàn nhang hoặc là cái vết nám đó mình cần muốn làm. Rồi mình có thể là bằng TCA. Còn ngoài ra thì mình có thể về cái phần mà laser thì mình có thể là sử dụng tới hai loại năng lượng. Một là sẽ là năng lượng là 1064 hoặc là 532 cái giống. Dạ. Thì mình sẽ sử dụng hai cái loại đó, thì tùy theo cái mà mình sẽ, nếu như mà cần thiết thì mình sử dụng cái loại nào thì mình sẽ sử dụng cái loại đó cho bạn. Cũng như cách xử lý tàn nhang có rất là nhiều cách xử lý tàn nhang bằng máy công nghệ cao nha. Bản thân Giao là người điều trị thì đối với cái máy công nghệ cao nào là Giao cũng, bên Giao cũng có và Giao cũng tìm tòi hết. Nói chung Giao rất là thích và đam mê cái này, cho nên là mỗi khi mà có cái máy gì ra, cái dòng trước của cái máy CO2 personal này là cái máy trước nữa, thì Giao đã chuyển, Giao mua mới, mua thêm cái máy này là dòng mới này, Giao chuyển nó khác.
giao diện nó bằng nào để ý thì thấy rõ ràng đây là giao diện mới của năm 2021, những cái kia của 20 thì mình đã để phần bên kia rồi, có nghĩa là bạn coi lại là giao diện mới nè, cũng đòi mua thêm á, cũng đòi mua thêm đó mọi người, giống như là một cái mà giống như mọi người đã có xài iPhone rồi mà iPhone 10 cái khác thì cái này mới ra lại đòi mua thêm, thì tất nhiên là nó phải có những cái công dụng như thế nào, thì khi mình đầu tư nó thì mình sẽ không có sợ là mình sẽ làm mình nó đẹp như vậy như vậy, ví dụ như những cái dòng khác thì nó đẹp 8 như dòng này thì nó đẹp 10 hoặc 9 thì tất nhiên mình phải là háo hức rồi mình tìm kiếm mình xin mua. Thì bạn nào là thường thấy là Giao và đang livestream những cái máy CO2 này thì thấy rõ ràng đây là một giao diện mới. Có nhận xóa xăm không hả? Chào bạn nha, thì hồi nãy Giao mới vừa nói với Đan cái vấn đề mà xóa xăm luôn á, là nếu như mà trường hợp bạn đăng ký trực tiếp trên livestream này, hiện tại là bạn comment trực tiếp là xóa xăm miễn phí, Giao sẽ tặng cho bạn một cái suất xóa xăm miễn phí hoàn toàn khi bạn đặt trực tiếp trên livestream này nha. Và xóa xăm thì nó sẽ xóa được những cái hình là xanh, đen hoặc đỏ, đó tất cả những cái màu của hình xăm. Nhưng mà lúc trước á, thì những cái laser mà những cái dòng máy cũ thì nó sẽ không xóa được những cái mực hình xăm là màu đỏ hoặc là màu xanh lá. Nhưng mà hiện tại thì bên Mỹ Việt mình đang sẽ có một cái dòng máy laser cực kỳ công nghệ cao thì có thể là xóa hết những cái màu mực đó luôn. Thì bạn cứ đăng ký là một suất xóa xăm miễn phí dùm Giao ha, mình sẽ được tặng hoàn toàn ha. Đây là đang xóa gần mí mắt. Mí mắt này thì phải kỹ thuật cao lắm mới dám xóa được các bạn. Dùng gần mí mắt thì nó sẽ ví dụ như những cái dục khác thì 7-2 đó đẹp, thì dùng gần mí mắt thì cần thêm thời gian là 3-4 ngày nữa nó mới đẹp được các bạn. Nó tự động là nó như vậy đó, tại dùng gần mí mắt thì nó sẽ dễ bắt ánh nắng hơn, thì nó không có được che chắn nhiều và nó mỏng đó, cho nên là nó sẽ hết sau mấy ngày. Lăng kim có đau không ạ? Chào bạn nha, lăng kim thì không hề đau, nhưng mà hiện tại có một cái công nghệ hả, nó đẹp nhanh và nó cực kỳ an toàn và nó sẽ lấy đi được những cái vết lỗ chân lông. Đa số các bạn lăng kim là lăng kim về điều trị mụn, lăng kim sẽ tích lỗ chân lông và lăng kim điều trị nám, thì tất cả những phương pháp đó nó đều thay thế bằng cái công nghệ CO2 phát sinh nổ. Đây là CO2, còn một cái công nghệ phát sinh nổ cũng trong cái máy này luôn, nó sẽ làm được tất cả những cái việc đó. Và thay vì nó sẽ có một cái là trẻ hóa da mà bản thân da cũng đã sử dụng rồi, thay vì các bạn sử dụng kem nám mà một tháng mới hết đi, khi mình xử lý cái công nghệ cao phát sinh nổ này xong rồi, nó sẽ thay da sinh học cho mình và nó sẽ lấy đi những cái vết nám và lỗ chân lông to, làm xe thích lỗ chân lông của mình. Sau đó các bạn xức kem khoảng một tuần nữa thì dao động trong vòng 10 ngày thôi là mình đã có được một làn da đẹp nhờ cái công nghệ phát sinh nổ rồi đó. Chứ còn lăng kim thì bên Mỹ Việt Nam vẫn có những cái công nghệ đó thì nó cũng hơi lâu rồi, và bây giờ có máy công nghệ cao thì mình sẽ làm cái thời gian phục hồi và đẹp da của mình nó nhiều hơn rất là nhiều ha. Như livestream lần trước thì mình đang có nói là mình đang có là dùng máy phát sinh nổ này là trẻ hóa da hay cái dùng bên gò má của mình đang để cho cái lỗ chân lông nó sẽ khép lại đó, thì chỉ có một tuần thôi là nó sẽ khép và nó mịn, chỉ cần xài kem thôi thì tự động cái da mình nó trẻ lên. Thật sự thì mình đang không có bất cứ một cái vết nhăn nào hết á, là do cứ mình thấy cái nào mà nó cần thiết cái làn da mình có sẵn mình làm vậy đó, thì từ từ nó sẽ đẹp hơn một chút xíu. Xong rồi. Dạ xong. Thôi xong vậy công bố cái gì nữa đi rồi. Nói chung là cây nhà lá vườn mọi người biết không? Khi mà hả mình làm một cái công nghệ nào cho khách á thì bản thân mình phải trải nghiệm, và tất cả những cái em chuyên viên, kỹ thuật viên hoặc là thậm chí là Đan đi nữa là Giao cũng đều có cái gì là Giao cho xử lý hết. Nói chung là đến đây gặp Giao cân hết. Cân hết cho các bạn. Cân hết cho mấy chị em nào cứ đến đây là gặp Giao. Rồi sau đó rồi gặp mình Đan. Mà nhất là các bạn học nghề á, các bạn mà có quan tâm tới những vấn đề mà học nghề spa clinic thì các bạn cứ inbox riêng bên trên trang bay cho Giao và Giao sẽ tư vấn cho mọi người rất là kỹ về vấn đề mà mình học ha. Tại vì mình lựa chọn một cái nghề cho mình mà nó sẽ theo mình trong suốt khoảng thời gian đời mình luôn. Đó cho nên bản thân Giao đã lựa chọn cái nghề này thì có đam mê thì các bạn sẽ thành công ha. Đó cho nên là nhiều khi các bạn nói là trời ơi, nhiều khi sợ học không được hay là làm không được như chị đó. Trời ơi, chị đó chị cũng đã có sẵn như vậy rồi, đâu phải tự nhiên là có sẵn đâu mọi người. Ngày xưa đi học hả cũng chốt cũng chết để coi học được cái này học được cái kia á. Ngày xưa hồi đó thì là mình đang dạy cho Giao, lúc mà Giao đi học đó là mình đang dạy, còn bây giờ thì là mình đang cũng dạy cho các bạn nhưng mà Giao là dạy chủ yếu. Dạ ngày xưa là cô có dạy một phần, nhưng mà một phần mọi người biết sao, lén đi lên phòng để con mấy chị làm mặt á, để con mấy chị này kia, nhiều khi cũng mắc cỡ lắm chứ ngồi dạy phải mới học được thôi. Với lại một cái đam mê thì khi mình học vấn đề đó mình sẽ tìm ra.
Là vậy là xong trong cái thời gian mình xử lý cho bạn này, mọi người thấy không? Rất là đỡ tốn thời gian. Và bây giờ mọi người nhìn nè, những cái nốt mà tàn nhang á là nó sẽ khô mài lại liền cái tức khắc, và hoàn toàn á là nó sẽ không gây tổn thương gì và mọi người cũng không cần phải kiêng cữ gì nhiều, rất là đơn giản luôn. Ủ tê nó còn hơi trắng hai má. Ủ tê nó còn hơi trắng hai má. Bây giờ Dân sẽ cho chị coi xíu ha. Đây nè, mọi người thấy không? Tội nghiệp. Đó, là những cái nốt ủ tê thì cái phần tê này của mình nó còn cứng này mọi người, cho nên là nó còn hơi cái trắng cái da của mình lên nè. Đó, cho nên là không có chuyện là khi xử lý mình bị đau. Đau thì làm sao mình làm được, đúng không mọi người? Nó đau mức độ, có hỗ trợ tê mình chịu được. Đang những cái nốt mình mới xử lý xong thì nó sẽ đen và nó khô mài lại liền. Thì ngay 2-3 ngày nó sẽ bong ra ngay tức khắc, và mình chỉ việc chấm kem vô thôi. Làn da bạn này rất là khỏe cho nên là nó sẽ nhanh phục hồi. Cảm ơn nha. Tí xíu nữa xuống thì chị đưa kem thuốc và chị hướng dẫn ha. Em dẫn bạn xuống nha cưng. Dạ. Đó thì da sẽ hello, hello mọi người nha. Da sẽ nhắc lại cái phần mà khuyến mãi ngày hôm nay, đó là mọi người ơi, trong livestream này mọi người có người thân, anh em hoặc là cô bác gì đó, ba mẹ của mình gì đó đang có những vấn đề như là nốt ruồi, tàn nhang, nám, mọi người hãy đăng ký trực tiếp trong livestream này thì mình sẽ được tặng miễn phí hoàn toàn. Nếu như trường hợp nhẹ mọi người mua một cặp kem là 700.000 thôi, nặng thì mua thêm một hộp này nữa là một bộ ba dành cho nám nặng và những tình trạng nặng là 1.150.000, sẽ được tặng xử lý công nghệ cao miễn phí và xử lý hết trên khuôn mặt của mình nha, nhiều cỡ nào cũng xử lý luôn nha. Đó, được tặng xử lý hoàn toàn miễn phí, mọi người cứ comment trực tiếp. Còn bây giờ thì bao nhiêu lâu rồi ta? À bây giờ thì cũng gần cả tiếng rồi, cho nên là Gia sẽ kết thúc livestream này và cảm ơn mọi người đã vào nghe những cái chia sẻ về vấn đề làm đẹp và tàn nhang của Mi Viện Minh Đan. Mong là mọi người hãy đăng ký liền tay để mọi người được trải nghiệm những dịch vụ công nghệ cao tại Mi Viện Minh Đan và mình cũng biết nhiều hơn về những công nghệ ở đây luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi livestream và hẹn gặp lại mọi người là thứ tư, đúng hẹn ha, đúng hẹn. Thứ tư ha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye mọi người. Thank you.